VTA Anime xin chào các bạn. Đằng sau một ngôi trường bình thường lại là một nhà tù để giam cầm những loài hoa trái vốn đã rơi quá xa khỏi cây mẹ của mình. Kazama chỉ muốn có một cuộc sống bình thường. Nhưng vì quá đặc biệt nên chả trường nào dám nhận. Cậu chỉ có thể vào đây và một cuộc sống không bình thường diễn ra. Ngày đầu tới thành phố cậu đã bị cảnh sát bắt, đe dọa đủ kiểu hòng móc thông tin. Cậu mặt lạnh tanh không cảm xúc, ý bảo bố mày lại sợ chúng mày quá. Một lúc sau họ phải xin lỗi rồi thả cậu ra do bộ quốc phòng gọi điện tới. Cậu đi ra ngoài có một em gái đứng cạnh siêu xe đang chờ sẵn. Hai người trò chuyện thì hóa ra mấy tên cảnh sát đòi kiểm tra hành lý, còn cậu thì tất nhiên là méo cho rồi. Thế là bị bắt, nhỏ hưng phấn buông luôn bánh lái, suýt tông vào xe đối diện. Cậu nhanh như cắt cầm bánh lái đánh sang bên cạnh tránh va chạm, mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc. Cô gái đưa cậu tới một ngôi trường bình thường. Cô gái này tên Tachibana, hiệu trưởng của trường học. Cơ mà hiệu trưởng gì mà trông mờ lem thế không biết. Toàn bộ trường học chỉ có 5 học sinh, thêm cậu nữa là 6, tất cả đều ở trong ký túc xá phía sau trường. Trước đây cậu đã yêu cầu được đến học tại một trường bình thường, nhưng do cậu quá đặc biệt, không có trường nào ngoài trường này hợp với yêu cầu hết. Tuy nhiên hiệu trưởng khẳng định đây vẫn là một trường học bình thường. Bà đưa cậu tới ký túc xá, trông sang trọng cực kỳ. Một cô gái xuất hiện hỏi cậu có phải là học sinh mới không. Cứ tưởng một nhỏ hầu gái dễ thương, ai dè nhỏ lại là lớp trưởng. Tên Sachi, được giáo viên nhờ giúp việc vặt. Mọi người khen cô mặc bộ này đẹp nên nhỏ mặc luôn ở mọi nơi. Tiện thể bà hiệu trưởng nhờ nhỏ dẫn cậu đi tham quan xung quanh. Nói chuyện một lúc nhỏ mới nhớ chưa biết tên cậu, gọi tôi là gì tùy thích. Hai người nói chuyện rất hợp. Nhỏ cười tươi sung sướng. Sáng hôm sau đúng 5 giờ cậu thức dậy, uống một ngụm nước rồi chạy bộ. Giữ nguyên thói quen sinh hoạt khi sống trên núi với sư phụ. Ông bảo khi còn nhỏ thì chạy nhanh là nổi tiếng, lên trung học đánh nhau phải là thế mạnh, sau đó bộ não mới là thứ khiến ta nổi trội. Các bạn đang xem phim nhớ mà làm theo nha. Tắm giặt ăn uống xong cậu sửa cà vạt lên lớp, bước ra khỏi cửa thì gặp một cô gái. Nhỏ nhìn cậu đẹp trai quá ngã luôn ra đất. Đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một nhỏ khác chạy qua người cô gái, hai nhỏ lập tức lao vào combat. Thực tế là tóc đỏ bắt nạt tóc cam. Nhìn hay quá cậu tới hỏi tên trò chơi, đôi bên giới thiệu làm quen, cậu đưa tay ra khiến tóc đỏ ngại ngùng, nhỏ đằng sau tên Makina, hơi bị nhút nhát, phản ứng còn mạnh hơn tóc đỏ khi cậu muốn bắt tay. Chia tay hai cô gái cậu tới lớp thì thấy còn quá sớm, đột nhiên có một giọng hét ở đâu phát ra. Một cô gái còn tới sớm hơn cậu, đang nhìn vào tờ giấy đọc gì đó, cậu mở cửa vào làm nhỏ giật mình suýt rụng tim, cậu hỏi thêm câu nữa khiến nhỏ bối rối, chân tay lộn tùng xèo, tự an ủi phải bình tĩnh, ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Tỏ ra tự tin nói tên là Michizu, làm mấy việc giống lớp trưởng, có gì thì cứ hỏi, cho cậu được đặt cách gọi bằng tên, bình thường người khác phải gọi là Sama, còn AD thì gọi là tóc vàng nhé. Cậu mặt đơ không nói gì, tóc vàng hơi bị cay, mở túi ra ăn một viên kẹo đường cho đỡ tức, rồi chửi cho cậu thêm một trận. Thấy bản thân dạo này trình độ chửi đạt tới cảnh giới mới rồi, đang sung sướng thì cậu bảo nhìn phát biết tóc của cô là nhuộm, tóc vàng đứng hình, va vỡ cả hàng ghế, sao tên này lại tài thế. Cậu không hiểu tâm lý con gái, liên tục chê tóc cô xấu, hứa lần sau sẽ đặt loại thuốc nhuộm xịn từ Mỹ cho. Tự tiện sờ vào tóc nhỏ, tóc vàng hơi bị cay cú, tháo giày đứng lên hét lớn, im mồm ngay không tím mất bây giờ. Cậu chả hiểu gì nhưng cũng giả vờ hiểu mọi thứ, đưa tay ra làm quen, ai thèm bắt tay với ngươi chứ. Cậu không cảm xúc bỏ đi bê lại bàn ghế, nửa tiếng sau các học sinh khác tới nơi, tóc hồng lỡ mồm gọi tóc vàng bằng tên, nhỏ lao lên chấn chỉnh lại ngay, phải gọi bằng Sama, tóc hồng buồn suýt khóc, hai nhỏ đằng sau không nhịn được cười. Cái lớp này đúng là tấu hài mà. Cô giáo bước vào lớp thì thấy thiếu Sakaki, lần nào nhỏ ấy cũng chỉ đến lúc chiều tối, không biết bị sao nữa. Tan học tóc hồng dẫn cậu tham quan quanh trường, cậu tính ở lại thêm một lúc nữa vì còn một người chưa chào hỏi. Tóc hồng đột nhiên chạy lên trước mặt, tính nói gì đó nhưng lại không dám rồi chạy đi. Buổi chiều cậu quay lại lớp thì thấy có một nhỏ đang ngồi đọc sách. Phong thái vô cùng ung dung, mái tóc bay bay bay, cậu lên tiếng chào hỏi. Nhỏ đáp lại bằng ánh mắt sắc nhọn không cảm xúc, lập tức thu dọn sách vở bỏ đi. Cậu giữ lại thì bị cô cầm dao chém tới, nhưng anh đây cảnh giác lắm. Cậu chỉ nhẹ nhàng nói hân hạnh được gặp. Một tuần trôi qua, cậu về nhà thì thấy không khí rất yên tĩnh, chả có nhẽ họ đang làm bài tập. Nhưng hôm nay làm gì có bài tập, mà thôi kệ họ, ai cũng có cuộc sống riêng cả. Đang định mở cửa phòng mình thì cậu phát hiện có kẻ đột nhập, mở ra thì u thôi toang rồi, tóc đỏ đang trần như nhộng. Cô ấy thấy nóng toát nhiều mồ hôi nên cần thay đồ, phòng nhỏ ở tầng 2, lời nên thay luôn ở đây. Cậu méo biết nói gì luôn, cũng chẳng thèm quan tâm, mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc. Tóc đỏ biết cậu đã quá quen với cảnh này, trước đây cậu từng có một người chị, nhưng đã mất rồi. Thay đồ xong cô lên giường bảo đẹp không, cậu quay mặt đi, ra vẻ chả có hứng thú. Thấy bữa tối của cậu quá đơn giản, cô quyết định sẽ nấu cho cậu ăn. Lúc nhỏ đi cậu mới phát hiện lúc sáng đã khóa cửa, sao cô ta vẫn vào được, không có dấu vết cậy khóa, điều này quá kỳ lạ. Cùng lúc đó tóc đỏ đứng bên ngoài nhớ lại vụ tai nạn ngày trước và nói tìm thấy cậu rồi. Hôm sau đi học cậu bị tóc đen đâm lén đằng sau nhưng dễ dàng né được. Nhỏ rất ngạc nhiên hỏi sao ngươi né được, tưởng gì chứ thời gian trong vùng kiểm soát của tôi chỉ bằng một nửa bình thường. Cậu nhìn thẳng vào nhỏ bắt đầu phân tích. Thế được điều này nhỏ bỏ đi kèn lời nói như đấy, vào trong lớp cậu kể với mọi người chuyện vừa xảy ra. Tóc đỏ dùng chân trêu trêu khiến cậu hơi tức. Tóc hồng cúi xuống xem thì chả có gì khác lạ cả. Của hai người này bị sao thế nhờ? Cậu ra nơi thanh tịnh đọc sách theo đúng lời sư phụ, nhưng chọn chỗ hơi ngu thì phải.
Trời đang nắng mà ra giữa sân ngồi thì AD cũng chấm hỏi luôn. Đột nhiên có tiếng ngáy bên cạnh, hóa ra nhỏ tóc cam đang nằm ngủ, kiểm tra mạch thì vẫn còn đập, bên cạnh còn có quả táo. Cậu biết ngay ở đây mát mẻ nên nhỏ tranh thủ làm một giấc, đặt lại quả táo rồi ra gốc cây đọc sách tiếp. Lúc sau tóc cam tỉnh dậy, cầm quả táo can một miếng. Cuộc đời chỉ cần đơn giản thế thôi là vui rồi. Nhỏ tới một hồ nước gần đó, lục tung mọi thứ ra, tìm vài viên kẹo vứt xuống cho cá ăn, trông cực kỳ dễ thương luôn. Thấy một con tôm hùm nhỏ liền tìm que vứt nó lên. Cậu nhắc nhở cẩn thận làm nhỏ giật mình bắn luôn xuống hồ. May mà cậu nhanh tay túm được. Cậu đoán nhỏ này cỡ tầm 40 kg. Tóc cam cảm ơn cậu đã cứu mình rồi lập tức bỏ đi. Biết nhỏ này nhút nhát đang né tránh mình, cậu nhẹ nhàng hỏi thăm, xin một vài viên mực cho cá ăn lúc nãy của nhỏ. Cậu thành công con tôm hùm lên làm nhỏ cực kỳ thích thú. Con tôm hùm này màu đỏ vì ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. Bình thường nó sẽ có màu xanh. Tóc cam cực kỳ ngạc nhiên trước sự thông thái của cậu, trở nên thân thiết hơn. Khoái chí cầm con tôm hùm trở về làm thịt, A Nhâm xem nó hóa xanh, đột nhiên quay lại tặng cậu quả táo. Thế là thành công làm thân được với một nhỏ trong trường. Tóc đen đứng trên hành lang thấy hết, tới gặp hiệu trưởng quát nạt. Cô bị điên à mà cho một tên con trai tới trường toàn gái học. Hiệu trưởng nhẹ nhàng giải thích, cơ mà có gì đó ngược đời ở đây thì phải. Từ hôm đó nhỏ đã nghỉ học và dùng tất cả các kế trong sách để tìm thông tin về cậu. Nhưng càng đi sâu thì các dữ liệu càng xung đột, giống như là có cái gì đó cản đường vậy. Một kẻ mà cô không thể tra ra danh tính chắc chắn không thể là người bình thường. Tức quá những hôm sau nhỏ liên tục ám sát, nhưng chả thể nào thành công, trông cứ như tấu hài vậy. Một lần chẳng may ngã sấp mặt lợn, các cô gái khác phải rất kiềm chế mới nhịn được cười. Tóc đen tức giận quay lưng bỏ đi. Cậu máu hiểu sao nhỏ này lại thế. Đi gặp hiệu trưởng thì cô bảo nhỏ ấy sợ khi có người lạ bước vào lãnh thổ. Tóc đen đã ở đây từ lúc trường mới mở, từ trước tới giờ các học sinh chuyển tới luôn đầy đủ thông tin. Cậu là người khác biệt duy nhất nên nhỏ muốn trừ khử, còn làm thế nào để giải quyết thì phải tự tìm hiểu. Cậu thấy bản thân cứ như đang ẩn thân dưới vai của một học sinh ấy, chưa thể thích nghi. Mỗi khi thấy nụ cười của bản thân trên khung kính thì dùng mình sợ hãi, trông cứ như người khác. Hiệu trưởng nói học viên khi vào học viện này ban đầu đều như thế, chiều mới rồi sẽ cũ thôi, ai tới đây cũng đều có lý do riêng cả thôi. Vỗ tay, vỗ tay. Cậu ra bên ngoài suy nghĩ về những ẩn ý của bà hiệu trưởng, công nhận gừng càng già càng khó đoán. Tóc cam im lặng đứng cạnh cậu, kiểu như muốn an ủi. Cậu dẫn nhỏ ra ghế đá kể mấy chuyện mát mát cho trời đỡ nóng. Còn chuyện mát là chuyện gì thì AD cũng chịu. Tóc đỏ hơi bị ngạc nhiên khi thấy cậu với tóc cam thân nhau, muốn cậu cũng làm thân với tóc đen. Tôi cũng muốn nhưng nhỏ đó có chịu đâu. Hồi trước lúc trường không có mối quan hệ tốt với địa phương, cô ấy đã chủ động đi làm tình nguyện. Đột nhiên tóc đỏ thấy có ai đó đứng cạnh siêu xe ngoài cổng. Cậu méo thèm quan tâm bỏ đi, nhưng cô ta lại gọi tên. Thôi đành gặp mặt vậy. Cô ấy chỉ muốn tới xem cậu có trở thành một học sinh bình thường hay không thôi. Thôi biến nhanh dùng cái, nói thêm vài câu nữa là lỗ hết giờ. Đang ẩn thân mà cứ tới tìm hoài nhỉ. Nhỏ tỏ ra nguy hiểm rồi bảo sao ngu thế, có vé tàu hỏa rồi sao lúc tới đây lại đi bộ 200 km. Ô định mệnh, chứng tỏ thân phận của cậu không phải dạng vừa nha. Thôi biến đi dùng cái, nhỏ lên xe phóng đi. Cô ấy tên là JB, với cậu thì là người đàn bà lắm chuyện. Cậu quay lại lớp, chưa kịp giải thích gì thì các cô gái đã chặn đường hỏi xem bà kia là ai. Chỉ tóc đen vẫn lạnh lùng ngồi im, cô ấy là người bảo lãnh sếp trong công việc bán thời gian của tôi, nói chung là thỉnh thoảng đến vài nơi để dọn rác. Hỏi xong chưa? Xong rồi thì về chỗ đi. Tóc đỏ không buông tha, hỏi thêm một vài việc quan trọng. Cô ấy có phải là bạn gái của cậu không? Tất nhiên là không rồi. Nhìn tôi ngu ngu thế này giống là người có bạn gái lắm à? Đéo tin. Thế trước khi tới học viện cậu làm gì? Nghe tới đây tóc đen bắt đầu để ý. Cậu nói mình ăn bám, được một phụ nữ già dặn có tấm lòng nhân hậu chăm sóc. Cô gái vừa nãy là bạn của người phụ nữ kia, bà ta bắt tôi làm việc quần quật để bù lại. Thôi cậu chưa có bạn gái là được rồi. Tóc đỏ bỏ đi, tóc vàng cũng chăm chú nghe lén nhưng lại giả vờ không quan tâm. Buổi chiều về ký túc cậu thấy vẫn chưa ai về, đang tính mở cửa phòng thì khí tức lạnh lẽo phát ra. Tóc đen lại ám sát, cậu dễ dàng cản được, nhặt con dao nên trả lại cho nhỏ. Bảo mình không phải kẻ thù của nhỏ, đừng phí thời gian nữa. Tóc đen lên tiếng đưa ra một câu hỏi, nếu không liên quan tới điểm yếu thì tôi sẽ trả lời. Nhưng đó lại là điều cô ấy định hỏi, thế thì chúc cô may mắn lần sau. Nhỏ hơi bị cay cú khi cậu gọi thẳng tên mình, cậu nói đó là điểm bắt đầu để làm bạn bè. Nhỏ đứng hình chả biết nói gì, đợi một lúc thì cũng gọi tên cậu thay vì mày tao như trước. Tóc đen trở về phòng nhớ lại hồi trước, khi đang nhặt xác thì được một bà lão cho một túi táo để cảm ơn công sức của nhỏ cùng các bạn bè làm sạch thành phố. Nhỏ cất con dao rồi đóng tủ lại. Tập 3, buổi sáng cậu thể dục như mọi ngày, về tới cửa thì phát hiện ra tóc đỏ đang cố gắng mở phòng mình, nghi ngờ nhỏ này định ám sát. Thực ra nhỏ chỉ định tặng cậu một nụ hôn bất ngờ thôi, biết thế nằm ngủ không tập thể dục hôm nay nữa. Đó là đây, còn cậu thì vẫn nghi ngờ nhỏ đang giả bộ. Tóc đỏ cầm áo của cậu lên đanh hơi thử, thế là nghiện luôn cái mùi này. Dương quá lập tức lao lên giường làm mấy động tác kỳ quặc, không chịu được nữa cậu giả vờ không thấy ai vào lấy trà uống. Tóc đỏ thấy thế ngại ngùng đỏ hết cả mặt, kiểu này chắc khỏi lấy chồng luôn quá. Một lúc sau cả lũ chạy sấp mặt tới lớp vì tóc đỏ lỡ tay khóa cửa nhốt tóc cam trong nhà tắm. Cậu đề nghị hát một bài cho đỡ mệt, lời bài hát nói về việc tóc đỏ vừa làm trên giường mình. Tóc cam người thơ hát theo chẳng suy nghĩ, tóc đỏ hơi bị cay luôn. Tóc hồng hỏi mọi người thích uống gì để đi mua, mọi người đều bình thường. Cậu là loại nước mà không có ga,
Tóc cam bắt chước theo là loại sữa không có ga, ở đậu xanh, cứ nói là nước lọc với sữa đi lại còn bày đặt. Tóc đỏ thấy dạo này tóc cam chơi với cậu nhiều nhiễm luôn rồi, cách ăn nói cũng hơi bị hỗn và kiêu ngạo. Tóc cam tất nhiên không chịu, đứng lên cãi lộn luôn, thích nhảy vào solo. Tóc đen nhắc nhở tóc đỏ có buổi trực chiều, nhỏ tạm biệt cậu, đi thì cứ đi, nói với tôi làm gì. Trước đây cô ấy rất ngoan, sau tai nạn giao thông thì bớt ngoan hơn rồi. Tóc đỏ đi lấy đồ về vẫn chưa thấy lớp trưởng đâu, gọi điện thì hóa ra nhỏ lên tận đâu đó mua sữa tươi cho tóc cam. Cái lớp này đúng là không có ai bình thường cả mà. Tan học cậu ra ghế đá phơi nắng thì nghe thấy tiếng gì đó, cứ tưởng ai đó đang làm trò con bò. Cậu ra nhắc nhở thì hóa ra là tóc vàng đang chơi cùng con mèo, có vẻ nó thích cô, cứ bám theo mãi không buông. Cậu gợi ý mèo không thích mùi chua, có thể dùng nó để đuổi đi. Ở trong tóc hai đôi của cô có một thành phần mà mèo rất ghét, nếu phất vào con mèo thì nó sẽ bỏ chạy ngay. Thấy cậu có vẻ rất nghiêm túc, nhỏ lập tức làm theo, vẩy liên tục tới con mèo. Mèo nhìn chằm chằm ý bảo mày bị điên à. Tóc vàng vẩy suýt gãy cả cổ. Con mèo không những không đi mà còn nhảy lên đầu của nhỏ luôn. Cậu lạnh lùng bảo kế hoạch thất bại rồi bỏ đi. Đúng là tấu hài mà. Đột nhiên con mèo vì gì đó mà chạy đi. Tóc vàng cay cú vì bị cậu lừa, cũng bỏ đi luôn. Một lúc sau tóc hồng xin cậu làm điều gì đó, cậu đồng ý. Tóc vàng đứng bên cạnh bảo có chắc không thế. Cậu nhận ra vừa phạm sai lầm, chắc do thiếu ngủ nên mất tập trung, thừa nhận chả nghe thấy tóc hồng nói gì. Ôi cái định mệnh, thế này là chết rồi. Tóc hồng cầm theo thước đo chạy ra muốn lấy số đo của cậu, rồi bỏ đi làm một chiếc túi cá mập siêu cute. Cậu định ngăn cản nhưng không kịp. Mình vừa đồng ý cái quái gì thế nhỉ? Thì ra là lúc nãy cậu thấy tóc vàng ngã sấp mặt sàn, cái túi của nhỏ vì vậy bị hỏng, muốn nhờ tóc hồng sửa giúp. Thấy cậu đi qua hai nhỏ xin ý kiến, đang bị ngu cộng thêm mất ngủ nên cậu mất cảnh giác, đồng ý hết những câu hỏi của hai nhỏ. Chiếc túi sẽ dùng đeo ở hông như con gái. Nhớ lại mọi việc, cậu hét lớn gọi tóc hồng bảo dừng làm túi lại, nhưng nhỏ đã làm được một nửa rồi. Không còn cách nào khác, cậu chuyển qua các con vật khó hơn, ví dụ như con chó, để nhỏ từ bỏ. Tuy nhiên tóc hồng lại thấy nó quá đơn giản, cậu liên tục đấm vào tường, tỏ ra đau khổ vô cùng. Đúng lúc đó tóc cam đi tới, tóc hồng cũng vừa kịp làm xong cái túi. Tóc vàng nhanh trí giật cái túi, dụ dỗ tóc cam. Cái túi đẹp quá khiến nhỏ rất hưng phấn, muốn có nó bằng được. Thế là cậu đóng vai người tốt khuyên tóc hồng nhường lại nó cho tóc cam, cô đồng ý. Thế là sướng cả đôi bên, cậu cảm ơn tóc vàng vì đã giúp đỡ mình. Nhỏ ngại ngùng giả vờ không biết cậu nói gì. Trong giờ thể dục tóc đỏ bị thương, cậu lập tức bế nhỏ tới phòng y tế trước sự hâm mộ của các cô gái khác. Chữa trị xong cậu bỏ đi thì bị nhỏ ôm lại, ngại ngùng nói muốn làm người yêu của cậu, đã cảm nắng cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi, cứ tưởng nhỏ này trêu chọc. Cậu lập tức từ chối khiến nhỏ hơi buồn. Thôi thế không làm bạn gái thì làm chị nhé. Vừa nói xong nhỏ vỗ đầu cậu như một đứa em trai. Hôm sau cô chuẩn bị sẵn rất nhiều món ăn ngon dành riêng cho cậu, rồi nhẹ nhàng cầm lũa đút tận miệng. Cứ thế này thì ai chả thích cơ chứ. Cậu lại nhớ tới người sư phụ đã mất, nhận ra bản thân thèm khát cuộc sống bình thường tới mức nào. Phần này tới đây là hết. Rốt cuộc cậu là ai và trường học này chứa những bí mật gì thì đón xem phần sau nhé. Tiếp tục bộ phim trường học đặc biệt, nơi rất rộng lớn nhưng chỉ có 6 học sinh, ai cũng có những bí mật không thể tiết lộ. Sáng hôm nay cậu đang tập thể dục thì phát hiện tóc vàng đứng cạnh bờ biển làm gì đó. Nhỏ bốc phét là đứng ngắm biển, để mọi rắc rối trôi theo dòng nước. Đúng lúc đó con mèo xuất hiện, cậu biết ngay nhỏ ở đây là vì con mèo. Nó quá dễ thương đi mà, ai chả thích trừ những người không thích. Anh chị em có hiểu AD vừa nói gì không nhỉ? Cậu chắc chắn con mèo này là con mèo tại học viện. Tóc vàng liên tục phủ nhận. Con mèo nhảy lên ý bảo anh ý nói đúng rồi thì im đi. Cảnh ở đây rất tuyệt vời, trong lành mát mẻ, công nhận cô chọn địa điểm rất khéo. Tuy nhiên cô không thích bầu trời ở đây vào ban đêm, nó giống như cái nắp to, còn mặt trăng là lỗ khí xuyên vào. Nghĩ tới là thấy ngột ngạt khó thở. Đó là lý do cô không bao giờ nhìn lên trời vào ban đêm, ước gì có một viên đạn bạc xuyên thẳng qua trái tim. Con mèo kêu lên ý bảo mày bị điên à. Tóc vàng lại tưởng nó đói, lấy bánh quy ra cho ăn, đột nhiên hỏi cậu, chuyện gì sẽ xảy ra khi người ta chết đi? Ai đã chết đâu mà biết, đấy là AD nói thế. Còn cậu thì cho rằng giống như một giấc ngủ và không bao giờ tỉnh dậy thôi, có vẻ thú vị đấy nhỉ. Nhỏ tiết lộ nếu chết đi thì muốn được chôn ở đây, giao cho cậu nhiệm vụ làm mộ cho mình tại nơi này. Cậu chả hiểu sao hôm nay nhỏ nói mấy lời lạ quá. Về nhà nhỏ lôi mấy hộp vitamin C ra uống, nghĩ như thế sẽ thông minh, sợ cậu cướp nên giấu sau lưng, chuồn vội về phòng. Tối đó sau khi tập chống đẩy 1.000 cái một tay, cậu bàn với mọi người về tóc vàng. Tóc cam nghĩ cô ấy là người ngoài hành tinh, những người khác lần lượt đưa ra giả thuyết tương tự. Tóc đỏ phản đối, ảo phim vừa thôi. Tuy nhiên đôi lúc tóc vàng giống như một người hoàn toàn khác, khi điềm đạm khó tin, khi thì lại làm mấy cái ngụy tạo quái đản. Đêm nay mưa bão sấm chớp, mọi người quyết định đi ngủ sớm. Cậu vừa về phòng thì mất điện, một tiếng hét phát ra, chạy lên thì thấy tóc đen đang sợ hãi, có mùi gì đó rất khó ngửi. Tóc vàng đột nhiên đẩy cửa ra với bộ dạng đáng sợ, có thể cô ấy là quái vật thật. Nhỏ từ từ bước xuống lầu, tóc đen bảo cậu tính nắm tay tôi tới bao giờ, chuồn về phòng ngủ trước. Cậu lần theo dấu xuống lầu, đúng lúc đó có điện trở lại. Tóc hồng lấy chổi dọn dẹp mọi vết bẩn tóc vàng gây ra, cô đã quá quen với việc mộng du này của nhỏ rồi. Làm lớp trưởng đúng khổ thật,
cậu biết ngay là do mấy cái vitamin C mà nhỏ uống. Hôm sau cậu đi học về thì thấy các cô gái đang hứng thú bàn bạc về tình bạn giữa nam và nữ. Tóc đen lạnh lùng chả quan tâm, bỏ đi ngay lập tức. Tóc vàng đúng lúc đi tới. Mọi người lại hỏi con trai và con gái có làm bạn thân được không. Cái này khó nghĩ quá, mà khó quá thì bỏ qua. Vỗ tay, vỗ tay! Nhỏ nhờ tóc cam giữ hộ túi sách rồi bỏ đi. Cậu nghi ngờ có vấn đề lập tức đuổi theo. Thấy nhỏ đang ngồi đau đớn cạnh hồ nước, hỏi thăm thì nhỏ không trả lời, muốn ở một mình, bỏ đi chỗ khác yên tĩnh hơn. Cậu chạy thẳng ra bờ biển, đúng chợt nhỏ đang ở đây ôm con mèo. Giọng điệu của cô như thành một người khác vậy, khẳng định bản thân không phải là cô gái kia, sức khỏe hoàn toàn bình thường rồi. Cậu hỏi thế cô là ai? Tóc vàng những hôm đi đâu rồi? Nhỏ bảo ngu gì mà trả lời, bàn bạc tới vấn đề hôm qua nói dở, thì đã chết sẽ không tỉnh dậy, nhưng lỡ tỉnh thì như thế nào? Hoặc đổi một câu hỏi dễ hơn, nếu chết là hết, tại sao con người lại muốn sống? Thôi mệt quá, toàn chuyện vớ vẩn. Cậu bỏ đi thì con mèo cũng chạy mất. Nhỏ gọi cậu lại trao đổi về tình yêu. Trước giờ không có người yêu nên hơi tò mò muốn biết nó như thế nào, hỏi cậu cảm giác hôn nó cũng như quá trình trao đổi chất, chả có gì đặc biệt. Nhỏ xin phép được thử, cậu đồng ý luôn. Thế là họ thực hiện quá trình trao đổi chất. Hôn xong nhỏ nói hẹn gặp lại lần sau, mắt hoa hoa đi. Đột nhiên ngại ngùng đỏ bừng mặt, lùi lại ngã sấp mặt, hỏi cậu sao ở gần cô quá mức như thế, có ý đồ gì. Cậu biết tóc vàng thường ngày lúc này đã trở lại, giả vờ như chưa biết chuyện gì rồi bỏ đi. Hôm sau tóc vàng lại như trước, vui tươi, thích tấu hài, gã tóc đen solo cho vui. Nhưng nhỏ bảo éo rảnh, bung tim chán rồi bỏ đi. Cậu quan sát thì nhận ra đang có hai tóc vàng hoàn toàn trái lập. Chọc tóc đen không được, nhỏ quay qua gẹo cậu, bám theo cạng hỏi suy nghĩ trong đầu cậu bằng được. Chặn đường đe dọa cậu phải nói ra, cơ mà điều bộ này thì tới sang năm mới làm người khác sợ. Cậu nhắc về chuyện hôm qua tại bờ biển, bảo nói ra sẽ làm cô xấu hổ. Nhỏ càng tò mò, khẳng định chả có gì phải sợ, cho cậu làm lại lần nữa. Thôi thích thì tôi chiều. Cậu tiến lại gần, nhỏ giật mình sợ hãi, làm gì mà đứng gần thế, bắt đầu run run sợ bị lừa. Cậu nhẹ nhàng nâng cằm nhỏ lên, kề sát môi vào. Tóc vàng sợ quá chuồn lẹ, chạy suýt mất cả dép luôn, ra ngoài uống vài viên thuốc cho đỡ run. Con mèo lại xuất hiện quấn lấy nhỏ, tóc vàng lỡ mồm hét lớn làm nó giận bỏ đi. Sau đó cô đi tìm khắp nơi vẫn chẳng thấy. Cậu đi theo nhỏ ra tới bãi biển, khuyên nhỏ nên về trước khi trời tối. Nhỏ không chịu, muốn xin lỗi nó ngay, chỉ có duy nhất nó là bạn thân, hôm nay chưa cho nó ăn chắc nó đói lắm. Cậu thuyết phục một lúc nhỏ cũng mềm lòng, nghe lời cùng về học viện tìm lại. Đang đi giữa đường cậu đột nhiên bảo cô về trước, lần theo dấu vết thì thấy bé mèo đang nằm gục, miếng bánh quy rơi xuống, tóc vàng đứng ngay phía sau. Nhỏ quỳ gục xuống đất, bật khóc nức nở. Cậu chạy ra giữa đường cản chiếc taxi, đưa mèo vào bệnh viện. Cô cố gắng mỉm cười, hy vọng cho ăn thì nó sẽ tỉnh lại. Mèo con liếm liếm chiếc bánh, sau đó lặng đi trên đùi cô. Tóc vàng buồn bã vô cùng, khóc hết nước mắt. À đây xem mà cũng muốn khóc. Hu hu, tập 5. Hôm sau cậu phát hiện ra tóc vàng uống thuốc quá liều ngất đi, miệng liên tục nhắc tới con mèo. Đưa nhỏ tới phòng y tế nhờ hiệu trưởng cứu giúp. Cậu xin lỗi còn hiệu trưởng thì nói lần sau như này sẽ không giúp nữa. Dường như có gì đó ngược đời ở đây thì phải. Hôm sau tóc vàng xuất viện và hồn nhiên như chưa có chuyện gì, tự tin khẳng định sức khỏe mình là vô đối. Tóc cam chạy ra rủ cậu đi chơi bóng chuyền, nhưng cậu nhận ra tóc vàng có điểm kỳ lạ, theo nhỏ lên tầng thượng, hỏi trực tiếp tóc vàng kia đâu. Đúng là chả có gì qua nổi mắt cậu. Úi giời, mắt anh còn kinh hơn cả hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không nhé. Nhỏ tuyên bố cô ấy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, đã rơi sâu vào trong bóng đêm rồi. Đây là quyết định của cô ấy, lạnh lùng bỏ đi không nói thêm gì. Một lúc sau tóc hồng đưa cho cậu chiếc hộp của tóc vàng nhờ giữ hộ khi bị cảm. Nhỏ ấy dặn đừng trả lại tôi, vốn là người có trách nhiệm. Cô định dọn dẹp bên trong cho sạch nhưng không thể mở ra được. Định dùng máy cơ bổ đôi nó ra nhưng sợ hủy vật ở bên trong nên lại thôi. Chả còn cách nào đành phải nhờ cậu xử lý giúp. Cậu nhận luôn, cứ để tôi lo cho. Gì chứ giam ba cái khóa cậu vặn phát xong, mở hộp ra xem thử thì rất ngạc nhiên. Lập tức tới gặp tóc vàng, nó đã đọc quyển sổ nhật ký trao đổi giữa hai tâm trí. Không thể ngờ nhân cách có thể chuyển giao qua việc ghép tim, nghe như kịch bản phim kinh dị ý nhờ. Cậu trả lại quyển sổ cho nhỏ. Nhỏ bảo cô ấy không muốn quay lại đây nữa do cuộc sống này quá khắc nghiệt. Dù đã ngăn cản nhưng không được, bản thân cũng chẳng muốn sống như thế này, chia đều ra sẽ tốt hơn, nhưng phải làm theo lời của nửa kia thôi. Cậu có cách ép ra nhân cách còn lại, dùng những viên thuốc mà nhỏ đã uống trước khi ngất bắt nhỏ uống. Đau đớn một lúc thì nhân cách còn lại cũng xuất hiện. Nhỏ bật khóc nức nở, không muốn mất thêm thứ gì nữa, thả mất mạng còn hơn. Tưởng gì chứ chuyện này đơn giản, tôi sẽ giết cô. Cậu đem nhỏ tới bờ biển, đào hố rồi đặt nhỏ vào hộp gỗ, xúc đất lên bên trên, hứa sẽ đáp ứng nguyện vọng mong ước bấy lâu nay của nhỏ. Ánh sáng dần biến mất, hồi bé cô là một người ngốc nghếch, suốt ngày bị ăn đánh, lên sân thượng tự tử thì cũng có một người đang tính làm thế. Chán quá, hai nhỏ ngồi tâm sự một lúc, ai ngờ lại có hoàn cảnh giống nhau, thế là cả hai trở thành bạn thân.
Vui vẻ chẳng được bao lâu thì nhỏ kia lại bị hành hạ, tự tử ngay trước mặt cô. Quá đau đớn nên bệnh tim của cô tái phát, phải lập tức thay tim. Một thời gian sau, chủ nhân của trái tim thức tỉnh, muốn thay cô ấy làm bạn với cô, nhưng nhỏ không chịu, chỉ muốn tự sát. Đúng lúc đó con mèo và người bạn khi xưa xuất hiện, nó muốn sống nhưng vì suy nghĩ thiếu chín chắn đã tự hủy hoại, khuyên cô nên trân trọng cuộc đời, hãy sống tiếp thật hạnh phúc. Nhỏ nhớ lại những gì xảy ra, đã luôn ngụy tạo một con người giả dối, cố gắng tạo ra tiếng cười cho người khác, dù đó không phải cảm xúc bên trong. Quyết định từ bây giờ sẽ làm lại cuộc đời, sống thật với bản thân, loại bỏ hình bóng người bạn quá khứ, trở về với chính mình. Bé mèo lúc đó cũng xuất hiện, nở nụ cười kêu một tiếng thay lời chúc phúc. Cô phá chiếc hộp, dùng mọi khả năng của mình trồi lên, nhưng con dốc quá cao đi, đang gần hết sức thì cậu cầm lấy tay của cô kéo lên. Từ lâu cậu đã biết cô không muốn đột nhiên biến mất hay chết chóc gì cả, vì vậy đã chờ đến khi cô tự chui ra khỏi cái vỏ bọc của chính mình. Đã chờ ở đây suốt 3 ngày 3 đêm rồi, nhỏ cực kỳ cảm động, cười tươi lao tới ôm lấy cậu cảm ơn. Cậu tiết lộ chiếc hòm kia đã được trang bị vài chi tiết, thuốc kia cũng chỉ là kẹo thường thôi, tất cả chỉ là để đánh lừa cảm xúc. Cậu cõng cô trên lưng về trường làm lại cuộc đời. Hôm sau cậu đưa cô từ Nhật tới thẳng California, tóc vàng rất ngạc nhiên, không hiểu sao cậu lại đẳng cấp như thế. Họ tới thăm lại ngôi nhà của nhân cách thứ hai, đang tính gõ cửa thì một cô gái đi ra, cậu ở bên ngoài gọi điện cảm ơn ai đó vì đã giúp. Tóc vàng chạy ra ôm lấy cậu cảm ơn, sau đó họ lại trở lại một cuộc sống bình thường như xưa. Tóc vàng tìm được lý tưởng sống mới cho mình. Tập 6. Từ nhỏ tóc đen luôn bị bạn bè bàn tán xa lánh, nói xấu đủ loại chuyện trên đời. Cô bạn thân nhất với cô cũng phản bội, bán đứng cô với người khác. Tức quá nhỏ làm nhẹ một đường cơ bản khiến cả lớp sợ hãi. Từ nay xem chúng mày còn dám nói xấu chị nữa không? Quay lại với thực tại, bố của tóc đen thuê tổ chức của cậu tiếp cận và thay đổi tính cách của nhỏ. Nhưng hiện giờ ông không muốn làm thế nữa, muốn lập tức đưa nhỏ về thừa kế tập đoàn tỷ đô của ông. Sẽ cử người tấn công nhỏ để nhỏ sợ hãi mà phải về nhà. Beji không đồng ý. Có một cách hay hơn. Cùng lúc đó ở học viện, bốn cô gái đang ngồi chơi bài. Tóc vàng thua cay quá khóc như được mùa, tóc đen vẫn như mọi hôm, lạnh lùng bỏ đi không quan tâm. Cậu thấy thế chạy theo luôn. Nhỏ hơi bị ức chế chỉ muốn đá cậu văng xuống lề đường. Đấy làm được thì làm đi. Cậu nhớ lại lời bà sếp. Có nhiều kẻ đang nhắm vào. Bà muốn cậu bị chúng đánh bại khi bảo vệ nhỏ. Tóc đen tới bên bờ sông vẽ tranh. Đây không phải sở thích của nhỏ, vì chả có gì để làm nên mới nghịch cái này thôi. Khuyên cậu đừng làm nhảm trong khi bản thân đang vẽ. Đúng lúc đó trời đổ mưa to, dụng cụ trong túi sách bị rơi. Cậu vừa cúi xuống nhặt giúp thì ba anh cao to đen hôi đi tới với ánh mắt bất thiện, lao tới tính khám răng miễn phí cho cậu. Nhưng chỉ bằng ba đòn cậu đã hạ hết cả đám. Quyết định làm trái lời bà sếp một lần, đưa cô xuống gầm cầu trú mưa, sét đánh văng trời làm nhỏ sợ, ôm lấy cậu tìm kiếm sự an ủi, kể cho cậu những gì đã phải trải qua. Cha cô muốn có một con trai để thừa kế gia sản, đen thay cô ra đời. Mẹ cô yếu không thể sinh thêm nữa, bà phải chịu sự chỉ trích nên đã đột quỵ. Từ đó lúc nào bà cũng cô đơn, và cả cô cũng vậy. Ở nhà, ông bà coi cả hai như cái gai trong mắt. Dù vậy ngày ngày cô vẫn tới thăm mẹ, mong một ngày bà sẽ nở nụ cười với mình. Rồi một ngày bà nói, giá mà con là con trai thì tốt quá. Cô bật khóc không thể chịu được, đau khổ vô cùng, cầm dao cắt cụt mái tóc. Sau đó cha cô cưới vợ hai và sinh ra một đứa con trai. Mẹ cô sốc quá mất luôn. Đen thay thằng nhỏ đổ bệnh qua đời. Cha mang cô phải nuôi dưỡng trở thành người thừa kế. Trong mắt ông ấy tất cả chỉ là công cụ để bành trướng tập đoàn mà thôi. Sau sự việc cô càng bị gièm pha nhiều hơn, không chịu được nên đã dẫn tới màn chém gió văng tương cả trên lớp. Học viện này được tạo ra nhằm mục đích giấu cô với thế giới bên ngoài. Nghe xong câu chuyện cậu chả có cảm xúc gì cả, cho rằng đó là một câu chuyện nhảm nhí rồi bỏ về. Bọn cận vệ báo cáo với boss, boss lại gọi điện cho bà hiệu trưởng, ra lệnh đuổi cổ cậu, không thì sẽ đóng cửa trường học. Cho con gái ra Mỹ du học, thảo nào bữa trước thấy tóc đen quát nạt hiệu trưởng. Các cô gái đang ngồi hóng mắt dưới gốc cây thì thấy hiệu trưởng vì đuổi theo tóc đen mà té sấp mặt sàn. Cả nhóm kéo nhau tới đập cửa phòng tóc đen. Cùng lúc đó nhỏ gọi điện hẹn gặp mặt ông già. Ngay lập tức vài chục chiếc xế hộp đậu trước cổng trường. Ông già cô hét lớn muốn cô ra gặp. Cậu đi ra bảo ồn quá, trông cực ngầu luôn. Các em gái ngưỡng mộ vô cùng. Ông chủ tịch cười nhẹ, không để con gái ở đây thì chắc mày không thở được 2 giây đâu con trai. Hiệu trưởng chạy ra xin thêm chút thời gian thuyết phục nhỏ. Người giàu thiếu nhất là thời gian, xin với xỏ gì. Tóc vàng nghe xong hơi cay, lớn tiếng hô hào chửi nhau, là mấy trò trẻ trâu hay làm. Ông chủ tịch hơi bị cay với đám loi nhoi, đang tính đàn áp thì tóc đen đi ra. Đám đàn em lập tức lao tới áp giải cô về thì bị cô rút súng đe dọa. Các cô gái càng ngày càng thán phục độ chịu chơi của tóc đen, không khí căng thẳng vô cùng. Buổi chiều lực lượng chống khủng bố của Beji bao vây kín trường. Họ sẽ làm việc này mà không để lộ thông tin ra ngoài. Tóc đen thỉnh thoảng bắn dọa một cái, quyết không đầu hàng. Thương lượng không thành, ông già cô trực tiếp đi thẳng vào, mặc kệ những viên đạn bắn ra, chẳng may cô bắn vô vai. Ông thực tế chẳng muốn điều này diễn ra chút nào. Lực lượng vũ trang lập tức ùa vào,
cô trời lớn cầm quả lựu đạn, chăn trối những lời cuối cùng, rồi rút chốt bom, bật khóc. Nằm xuống, một vụ nổ xảy ra, ông chạy vào thì thấy con gái không còn gì nữa, đau đớn bật khóc. Hiệu trưởng cũng ngất luôn, hôm sau cậu tới ngôi mộ của tóc đen cảm ơn vì vẫn giữ lại ngôi trường. Ông đưa cho cậu tờ giấy, trong đó là di chúc của nhỏ, ghi rằng nếu cô chết thì vẫn muốn học viện tiếp tục được mở cửa. Đó là yêu cầu đầu tiên cũng là cuối cùng của cô. Ông nhận ra con gái đã dùng mạng sống để dạy mình thứ gì đó, sẽ dành hết phần đời còn lại để nghĩ xem nó là gì. Sau cùng, ông cũng nói ông tự hào vì cô là con gái. Tóc đen đắp sau cây nghe hết toàn bộ câu chuyện. Giờ cô mới thấy hạnh phúc một tí khi được sinh ra, bước ra chào tạm biệt bố mình lần cuối. Thì ra mọi thứ chỉ là kế hoạch của cậu mà thôi. Từng phát súng và cái xác thế thân đều được tính toán từ trước. Từ đó tóc đen đã có một cuộc đời mới. Nhìn thấy nhỏ vẫn sống làm bà hiệu trưởng ngất lần hai. Tập hôm nay tới đây tạm dừng. Hẹn gặp lại trong tập sau nhé. Thấy hay hãy cho VTA Anime xin một like, ấn quả chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất.